Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp nhà mình ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay, bếp Phở Đậu chia sẻ đến các bạn một món ăn mặn ngon thích hợp cho những bữa cơm của gia đình mình, đó chính là món tép rang tóp mỡ. Và đây là phần nguyên liệu mình đã chuẩn bị để làm món tép rang tóp mỡ ngày hôm nay. Ở đây mình sử dụng 300g tép sông. Cái phần tép sông này người ta hay còn gọi là tôm đất đó cả nhà. Và cái phần tép này thì mình cũng đã cắt bỏ hết cái phần râu rồi. Với 300g tép sông thì ở đây mình sẽ sử dụng với 200g mỡ heo. Mỡ heo thì mình sẽ sắp thành những cái miếng vừa ăn như thế này. Ngoài ra thì mình cũng đã chuẩn bị thêm một ít tỏi băm. Phần nguyên liệu như vậy đã xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt tay vào và mình thực hiện. Đối với món tép rang tóp mỡ ngày hôm nay thì mình sẽ không cần phải ướp gia vị đối với tép đâu nha các bạn. Mình sẽ để như vậy và mình chế biến trực tiếp luôn ha. Đầu tiên thì mình sẽ đi thắng cái phần mỡ heo lên trước. Mình hoàn toàn không cần cho dầu đâu nha cả nhà. Mình cho mỡ heo vào chảo, sau đó mình để lửa nhỏ, thỉnh thoảng mình đến mình đảo đều để cho cái phần mỡ của mình nó ra hết và nó tạo thành những cái tóp mỡ nổi lên trên bề mặt như thế này là được. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình vớt cái phần tóp mỡ này ra. Còn cái phần mỡ ở trong chảo mình đừng có bỏ đi nha các bạn. Mình sử dụng để chế biến các món xào rau hoặc là kho cá cũng đều rất là thơm và béo. Tóp mỡ khi mà vừa thắng xong thì chưa có cái độ giòn liền đâu nha cả nhà. Mình đợi tầm khoảng 5 đến 10 phút nữa ha. Khi mà cái phần tóp mỡ nguội thì sẽ rất là giòn. Tiếp đến thì mình sẽ phi thơm cái phần tỏi băm. Mình sử dụng luôn cái mỡ lúc nãy mình vừa mới thắng được chứ mình không cần thay thế bằng dầu đâu nha cả nhà. Khi tỏi đã vàng và thơm rồi thì mình sẽ cho tép vào, mình rang với lửa lớn tầm khoảng 5 phút. Mình rang như thế này thì sẽ giúp cái lớp vỏ tép ở bên ngoài được giòn hơn. Tiếp đến thì mình sẽ nêm nếm gia vị vào đây. Với 300g tép thì ở đây mình sẽ nêm với 1/3 muỗng đường, 1 muỗng nước mắm, 1/3 muỗng dầu hào và một ít tương ớt. Sau đó mình đảo đều lên để cho cái phần tép của mình thấm đều gia vị. Lúc này thì mình sẽ cho luôn cái phần tóp mỡ vào nha các bạn. Và mình sẽ tiếp tục rang đến khi nào mà tép và tóp mỡ của mình thấm hết cái phần gia vị trong chảo là được. Và cái thời gian rang của mình dao động tầm khoảng 5 đến 7 phút. Trong suốt cái quá trình rang thì mình luôn luôn để lửa lớn nha các bạn. Sau khi tép và tóp mỡ đã thấm hết cái phần gia vị trong chảo rồi thì mình sẽ tắt bếp. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái món tép rang tóp mỡ ngày hôm nay rồi nè các bạn. Những con tép có cái lớp vỏ bên ngoài giòn rụm thấm gia vị đậm đà kết hợp với lại cái phần tóp mỡ thơm béo nữa tạo nên một món ăn rất là tuyệt vời. Món này mình ăn cùng với cơm trắng thì rất là ngon miệng, nguyên liệu thì dễ mua, thời gian chế biến cũng cực kỳ là nhanh nữa. Các bạn hãy tham khảo món tép rang tóp mỡ này và bổ sung vào thực đơn của gia đình mình nha. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.